Đây bên đây đưa con Mitsubishi nè. Đây mắt thì ra băng đồng hoàng nha. 6 ngựa 3. Cốt thẳng và cốt xéo đầy đủ mà con. Đây, trong lốc bắn lên da băng đồng hoàng nha. Con bẩm bảo hành 1 năm rồi con. Mà con Nhật máy mới nó khỏe bà con ơi. Cứ 20 chặt tháng đầu đổi mới thôi. Con Nhật luôn mới ghê chứ. Nói chung nó chỉ khác để nó cải tiến hơn cho phù hợp hơn thôi. Là xưa cái ống dầu này nằm ngoài luôn, gió thổi nè nó nóng làm chai ống dầu. Còn là sao nó làm miếng mũ nè. Che tuần từ trên dưới nè, nó làm mát bình xăng, không bị nóng bình xăng nó ít hao nhiên liệu luôn. Với là không làm chai ống xăng luôn nè, thấy không? Cái cổ xưa hồi xưa bằng sắt, nó dễ gụm nụ nó này bằng gan nè, có thể tháo khớp rời luôn nè, thấy không? Làm chắc chắn lắm ạ. À. Đúng là đồ Nhật. Thấy không bà con? Nó gồm có là cốt xéo là đây. 6 ngựa 3, cốt xéo là 1800 vòng, cốt thẳng nằm đây là 3600 vòng. Khoảng bảo hành 1 năm nha. Mitsubishi 6 ngựa 3. Rồi bà con nào có nhu cầu alo 0886356707. Máy mới nó khỏe bà con, hư 20 chặt tháng đầu đổi mới thôi. Rồi bà con nào có nhu cầu alo 0886356707. Không, đời sau này bô nhỏ gọn nè. Với bằng gan nó xài thời gian nó không sợ bị oxy quá, hay gọi là xét á. Cái chụp nhiệt là bằng nhựa chịu nhiệt, nó không gây tiếng ồn, nó rất im, thấy không? Rất im, mà đôi khi cạch cạch bây giờ kêu rất im. Nó chỉ khác cái bô lửa này thôi, để nhỏ gọn, để đỡ hư thôi. Chứ nó gọn, thấy máy gọn lại thôi, chứ không có gì giống hệt cái kia thôi. Chân chẳng giống hệt, bộ tuần giống hệt, với khác cái chụp này nó gọn, nó làm nó có thể thao ha. Nó tăng lượng gió vô máy nhiều hơn nè, hồi đó là máy nó hơi trước nó bít. Nó chỉ ở hai bên đây thôi, sau này là lượng gió nè, nó làm cánh gió, là thấy gió vô trong máy luôn, thấy không? Nè, nó tăng cái diện tích lòng mát của máy lên, thấy không? Nó hở. Ờ, con nào có nhu cầu alo nha, 0886356707.